Chúng ta có thể tạo nên một đèn led điện hóa bằng hai cách như sau. Cách thứ nhất, sử dụng pin hay còn gọi là phần tử điện hóa sơ cấp. Hóa năng sẽ chịu được biến đổi thành điện năng trong pin một lần duy nhất. Pin không thể nạp điện lại được, vật liệu của điện cực âm sẽ được tiêu thụ dần. Cách thứ hai, dùng ắc quy hay còn gọi là phần tử điện hóa thứ cấp. Quá trình điện hóa có thể được đảo ngược, nghĩa là ắc quy có thể phóng điện và nạp điện nhiều lần. Tại điểm tiếp xúc của hai kiểu loại khác nhau, ví dụ như đồng và nhôm, sự hiện diện của độ ẩm sẽ hình thành LO pin điện, dẫn đến sự ăn mòn không mong muốn. Tại các điểm này, kim loại có điện thế điện hóa nhỏ hơn hay còn gọi là kém quý hơn sẽ bị phân hủy. Để tránh điều này xảy ra, người ta thường dùng các kẹp nối, đặc biệt đối với dây kết nối cần thiết. Ví dụ, dây kết nối CU, AL của dây dẫn điện ngoài trời, người ta dùng anode chịu ăn mòn thay thế, ví dụ bằng magie, cho các bình chứa nước nóng để bảo vệ vỏ bình bằng thép trong trường hợp có vết nứt của lớp men tráng. Sau sự hình thành của pin điện, một dòng điện ăn mòn chạy qua làm cho anode magie dần dần bị phân hủy và ta phải thay thế lõi magie mới sau một thời gian sử dụng.